Hello, em Đức Kyo xin kính chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh đồng hồ cổ Đức Kyo Channel TV. Và trong phiên phát sóng ngày hôm nay, một phiên phát sóng rất là đặc biệt, bên em lên và tri ân cho các bác bởi vì kênh của shop đã đạt 5.000 người theo dõi, đấy, 5.000 người subscribe. Nên là bên em sẽ lên một cái video để tri ân với những sản phẩm đồng hồ, nhẫn, đấy, kịch độc, đẹp, giá thì cực kỳ tốt cho các bác chơi vừa sưu tập, để các bác luôn luôn nhớ tới shop ngày hôm nay. Thì em xin phép được lên mã sản phẩm đầu tiên các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên là một chiếc đồng hồ Cartier. Đấy, một chiếc Cartier vỏ cực kỳ dày các bác nhé. Vỏ dày, đấy, dây khóa thép đúc đặc. Dây khóa thép đúc đặc các bác. Đấy. Em đo size này, size là 45 các bác nhé. Size là 45. Đấy, niềng được thiết kế niềng benzen nhưng mà niềng cố định không xoay. Trên nền mặt trắng với thiết kế các cọc số La Mã này, đấy, các cọc số tia dạng quang và góc 6 giờ là một hình kim rốn các bác nhé, kim rốn nhỏ phía góc 6 giờ. Đấy. Đấy, một ô cửa lịch vòng cung góc 3 giờ các bác nhé. Đây. Đấy, dây khóa zin hết. Đấy, một chiếc đồng hồ Cartier đến từ chiếc này chạy bộ máy pin nha các bác nhé, bộ máy pin của Nhật. Đấy, bộ máy pin của Nhật. Rất đẹp luôn. Đấy, một mã sản phẩm cực kỳ đáng chơi và đáng sưu tầm. Các bác đeo chiếc này rất là to và nặng đầm tay nhá. Đấy, lên tay cho các bác chiêm ngưỡng này. Đấy, ngày hôm nay thì chiếc Cartier mã số 1 bên em chiên cho các bác 1.200.000. Đấy, giá quá tốt các bác nhé, 1.200.000 đồng. Đấy, cho chiếc Cartier mã số 1. Chiếc này thì các bác dùng khoảng chục năm lượng cũng không hỏng được luôn các bác ạ. Đấy, những chiếc đồng hồ lồi lồng cối đá này rất dày, cực kỳ nặng này các bác nhé. Đấy, bên em chiên 1.200.000. 1.200.000 ạ, chốt cho em mã số 1 nhá. Đấy, tiếp theo em lên chiếc đồng hồ mã số 2 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Rado Golden Horn các bác nhá, một chiếc Rado ngựa vàng. Rado hai cá ngựa vàng. Đấy. Chiếc này mặt bát úp các bác ạ, mặt bát úp hai lòng với các cọc số mạ vàng nổ rất to. Đấy, một lịch góc 3 giờ và kính zin, kính lúp các bác nhé, kính lúp soi của thương hiệu Rado. Đấy, size 35. Một chiếc đồng hồ cổ, một thương hiệu Rado đỉnh cao của dòng nghệ thuật cổ điển ngày xưa các bác nhé. Đấy, lún zin này. Đấy, đáy là logo hai cá ngựa Rado Golden Horn. Đấy, một phiên bản cổ, size 35 các bác nhé, mặt bát úp. Đấy, đẹp tuyệt vời, phần vỏ bọc vàng. Đấy, máy cơ tự động chạy cực kỳ bền bỉ, những cỗ máy thời gian các bác nhá, những cỗ máy thời gian. Đấy, cho các bác chiêm ngưỡng. Đấy, những chiếc đồng hồ bên em lên. Đấy, toàn là những chiếc đồng hồ độc đáo đẹp. Đấy, giá cực kỳ tốt, giao lưu với các bác này, em lên tay nhá. Đấy, ngày xưa mà các bác có những chiếc đồng hồ Rado này đeo trên tay thì đấy, rất là sành điệu luôn ạ. Và các bác chơi ngày xưa thì những dòng sản phẩm này không có mấy các bác nhá. Đấy, các bác mà đeo những cái chiếc Seiko, những chiếc đồng hồ Rado trên tay bao giờ cũng thể hiện đẳng cấp. Đấy, dòng hai cá ngựa vàng các bác nhé, Golden Horn là bản cao cấp nhất của chiếc đồng hồ Rado. Đấy, mã số 2 trong phiên ngày hôm nay, mã số 2 em để cho các bác là 4.500.000 đồng nhá, 4.500.000 đồng. Đấy, giá cực kỳ tốt, chốt cho em mã số 2 này. Đấy, khóa là khóa Rado, khóa Rado đời mới các bác. Đấy, dây da bò khâu tay, khóa Rado đời mới nhé. Đấy, để cho các bác 4.500.000 đồng. Đấy, các bác thấy cái phiên ngày hôm nay bên em lên rất nhiều mẫu đồng hồ, đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác. Đấy, bán không lợi nhuận luôn cũng được nhé. Đấy, tặng kỷ niệm tri ân cho các bác. Đấy, trong video ngày hôm nay em lên một chiếc đồng hồ Donada. Đấy, Donada, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ góc nhá, Thụy Sĩ này, Donada. Đấy, các bác nhìn thấy cọc số độc chưa? Đấy, các cọc số hình thoi kết hợp với các cọc số học trò 3, 6, 9, 12. Một chiếc Donada. Đấy, chiếc này phần vỏ được thiết kế vỏ nhôm các bác nhé, vỏ nhôm mạ vàng siêu nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn các bác. Đấy, đeo đồng hồ gần như là không đeo luôn. Đấy, em đo size này, size là 34. Donada các bác nhé, Donada Thụy Sĩ Hoài Cổ chính hãng. Đấy, vỏ nhôm mạ vàng. Đấy, vỏ nhôm mạ vàng, đáy là thép inox stainless. Đây, đây. Swiss made aluminum.
các bác chơi những cái chiếc đồng hồ vỏ nhôm thì bao giờ nó cũng rất là nhẹ các bác nhé, cực kỳ nhẹ luôn. Đấy, cái nước vàng mạ vàng. Đấy, sáng bóng và mới các bác ạ. Chiếc này chạy bộ máy cơ cót 17G các bác nhá. Cơ cót 17G với size 34. Đấy, size 34. Donada. Một phiên bản đồng hồ cổ. Đấy, cơ cũ cổ Thụy Sĩ. Đấy, kiểu dáng rất độc đáo và rất đẹp. Đấy, mã số 3 trong phiên ngày hôm nay. Em để cho các bác là 1.900.000 đồng nhá, 1.900.000. Đấy. Giá cực kỳ thơm. Đấy. Các bác nghe thấy là các bác muốn. Đấy, chốt luôn 1.900.000 đồng Donada. Mã số 4 em lên trong phiên ngày hôm nay. Đấy, tri ân các bác nhá. Đấy, tất cả những mẫu sản phẩm bán giá đều rất là mềm. Citizen 7 Star. Đấy, Citizen 7. Đấy, 7 ngôi sao các bác nhá. Đấy, dòng C7 7 ngôi sao Deluxe này, một phiên bản đồng hồ cổ. Một phiên bản đồng hồ cổ. Size mặt là 36.5 các bác ạ. Size 36.5 này. Đấy, vỏ chất thép. Chất vỏ thép cực kỳ dày dặn bền bỉ các bác, bốn chân càng to chưa? Đấy, một chiếc đồng hồ Citizen, đấy, C7 lúm zin có logo. Đấy, các bác nhìn thấy bốn chân càng rất là to. Đấy, rất là to bản. Chiếc này bộ dây cũng rất là độc đáo các bác, dây không phải là dây zin theo đồng hồ mà dây cũng rất là độc đáo các bác nhìn này. Đấy, hai bên với hai các cái mắt xích. Đấy. Đấy. Hai mắt xích này, thiết kế song song. Đấy, rất là đẹp và cực kỳ độc đáo các bác ạ. Đấy, một chiếc đồng hồ Citizen đến từ Nhật, phiên bản C7 chính hãng các bác nhá. Đây. Đấy, lúm lịch hai lịch các bác nhá. Đấy, chiếc này thiết kế hai lịch. Đấy, lịch là lịch Nhật các bác ạ, lịch là lịch Nhật cổ. Đấy, lịch thứ là được thiết kế theo ký tự lịch của Nhật các bác nhá, lịch cổ này. Đấy, một chiếc đồng hồ Citizen nội địa chính hãng của Nhật. Vỏ toàn thân là thép inox các bác ạ. Đấy, stainless steel back. Đấy, đằng sau đáy khắc ký tự ký hiệu của đồng hồ các bác nhá. Đấy, em lên tay cho các bác xem. Đấy, chiếc Citizen vỏ thép cực kỳ đẹp, rất là mới này. Đấy. Đấy, các bác thấy lên tay đẹp mới chưa? Đấy, mã số 4 trong phiên ngày hôm nay nhé. Mã số 4 cho chiếc Citizen. Đấy, máy cơ tự động, vỏ thép sáng bóng, dây rất là độc các bác, dây độc. Đấy, vỏ thép này. Đấy, kiểu dáng form tròn, size 365 với bốn chân càng to bản, cực kỳ đẹp, vuông thành sắt cạnh các bác nhé. Citizen mã 4 ngày hôm nay em để cho bác là 1.400.000. Đấy, Citizen mã 4 là 1.400.000 các bác nhé. Đấy, rất đẹp và mới, 1.400.000 đồng cho chiếc Citizen. Tiếp theo em lên mã số 5. Mã số 5 là một chiếc Swiss Watch này. Đấy, Swiss Watch. Đấy, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ các bác nhá, Thụy Sĩ zin. Đấy, nguyên bản luôn, cả dây cả khóa này các bác nhìn này. Đấy, vỏ này, vỏ dày chưa? Vỏ dày, dây thép đúc dày. Đấy, các bác này, Swiss Watch này. Đấy, hai đầu dây nhá. Đấy. Đấy là zin hết các bác ạ, zin hết. Mặt trắng với thiết kế 3 lúm 6 kim. Đấy, một chiếc đồng hồ Swiss Watch máy Cholo các bác nhá, máy Cholo dòng 3 lùng 6 kim. Đấy, các bác nhìn niềm chưa? Đấy, Swiss Watch này, gắn logo thương hiệu trên niềm nhá. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Chạy 3 lùng 6 kim, bấm phát kim chạy luôn, kim dây chạy luôn, chạy hẳn 2 kim dây các bác nhá. Đấy, 2 kim dây. Đấy. Đấy. Đây là thang đo kim phút các bác, thang đo kim phút này. Đấy. Chất chưa? Các bác chiêm ngưỡng đi. Đấy. Dây khóa zin hết, đặc biệt là cái bộ dây rất dày các bác. Đấy, phần vỏ thép đúc nặng trịch. Đấy, sờ những chiếc đồng hồ xịn bao giờ nó cũng rất là mềm mịn các bác mượn và độ đầm tay nhá. Em đo size cho các bác nhé. Size mặt là 39.5. Size mặt là 39.5, một chiếc đồng hồ Swiss Watch Thụy Sĩ. Máy pin Cholo 3 lúm 6 kim. Đấy, 3 lúm này. Ba lúm đấy, lúm máy Cholo đo. Đấy, các cái bộ máy Cholo thì để đo thể thao các bác nhé, đo giờ, bấm giờ thể thao. Đấy, một ô cửa lịch góc 4 giờ. Đấy, chiếc Swiss Watch rất đẹp và rất là mới các bác, rất đẹp và rất là mới. Đấy, trong phiên ngày hôm nay bên em tri ân cho các bác là 1.600.000 nhá, 1.600.000. Đấy, chính hãng luôn. Đấy, mới nguyên zin nguyên bản, độ mới hoàn hảo, một cái sản phẩm rất đáng chơi. Đấy, sản phẩm này các bác dùng khoảng 5-10 năm là vô tư nhá, rất bền luôn. Đấy. Đấy.
mã số 5, 1.600.000 đồng các bác nhá, cho chiếc Swiss Watch. Đấy, em lên mã số 6 cho các bác này. Mã số 6 là một chiếc đồng hồ Paozobin. Đấy, Paozobin các bác nhá. Đấy, một thương hiệu Thụy Sĩ. Đấy, Paozobin mặt vàng các bác ạ, vỏ vàng đẹp quá trời luôn. Đấy, vỏ vàng đẹp, không bong chóc, không xước sát. Đấy, đáy inox, đấy, đi kèm một cái sợi dây chun bọc vàng. Xoạt. Các bác lên tay các bác chiêm ngưỡng. Đấy, chiếc đồng hồ mà có thêm cái sợi dây chun bọc vàng rất là đẹp nhá. Đấy, Paozobin mặt vàng mỡ gà. Đấy, vỏ bọc vàng hoài cổ Thụy Sĩ. Chạy bộ máy cơ cót 17G các bác nhá. Cơ lên cót tay 17G. Đấy, lên tay cho các bác xem ạ. Những cái chiếc đồng hồ cổ này các bác đeo trên tay. Đấy, nó rất là đơn giản nhưng mà nó mang đầy cái tính nghệ thuật. Đấy. Những cái gì nó càng đơn giản thì nó càng đẹp các bác nhá. Đấy. Nó mang cái giá trị nghệ thuật càng đẹp. Paozobin. Đấy. Dây chun bọc vàng này. Đấy. Lên tay cực kỳ chất. Em đo size cho các bác nhá. Size là 33 các bác ạ. Paozobin size 33. Chạy bộ máy cơ cót 17G. Đấy. Chiếc này thì zin nguyên bản các bác nhá. Zin nguyên. Độ mới hoàn hảo. Đẹp không tì vết. Một mã sản phẩm rất đáng chơi và đáng sưu tầm trong phiên ngày hôm nay. Đấy, em để cho các bác chiếc Paozobin với giá là 2.700.000 nhá. Đấy, 2.700.000. Đẹp tuyệt vời luôn các bác. Đấy, gần như là không có một chút bong chóc xước sát nào các bác nhá. Đấy, hàng sưu tầm mà. Hàng sưu tầm trưng bày ở không để sử dụng cho nên là rất còn mới. Đấy. Mã số 6 cho Paozobin là 2.700.000 đồng. Tiếp theo, em lên mã số 7 cho các bác là một chiếc đồng hồ Omega này, Omega Seamaster. Đấy. Chiếc này là một chiếc đồng hồ Omega hoài cổ các bác nhé, hoài cổ. Đấy. Chạy dòng máy 354 máy lục cục. Các bác nhìn lại liềng và bốn chân. Đấy, liềng và bốn chân. Đấy, và vàng đúc cặp gôn các bác nhé, cặp gôn. Đấy, phủ một lớp vàng rất dày trên liềng và bốn chân. Đấy, các bác có thể nhìn thấy bốn chân càng họ rất là to. Đấy. Các bác nhìn thấy bốn chân càng này vừa to vừa dày nhá. Đấy, một chiếc đồng hồ Omega hoài cổ. Chính hãng đến từ Thụy Sĩ ạ, sản xuất những năm 60 các bác nhá. Đấy, thập niên năm 60, chiếc này với size mặt là 34.5 này. Size mặt là 34.5. Núm zin, đấy logo thương hiệu Omega. Các bác thấy đẹp chưa? Đấy, một chiếc đồng hồ cổ thương hiệu top 1 tại Việt Nam. Liềng và bốn chân, cặp côn vàng đúc. Đấy, đáy là thép inox, chạy bộ máy cơ tự động dòng 354 máy lục cục. Đấy, máy cơ tự động lục cục các bác nhá, rất đẹp. Lên tay cho các bác chiêm ngưỡng những chiếc đồng hồ Omega. Đấy, các bác nào mà yêu thích những phiên bản dòng Omega cổ điển. Đấy, bọc vàng. Đấy, size to, bọc vàng đẹp. Đấy. Zin máy móc nguyên bản hết các bác nhá. Đấy, độ mới hoàn hảo. Đấy, bốn chân càng to bản cực kỳ dày. Một mã sản phẩm Omega rất đáng chơi và đáng sưu tầm các bác nhé. Trong phiên ngày hôm nay mã số 6 bên em tiếp tục chi ân cho các bác này. 10.500.000 đồng nhé. Chi ân cho các bác 10.500.000 đồng. Đẹp mới keng. Đấy, máy nguyên bản. Đấy. Các bác sử dụng chơi những cái mẫu này rất là bền các bác ạ. Vì nó đấy, trải qua mấy chục năm rồi, 6-70 năm rồi. Đấy, nó vẫn còn giữ được những cái nét đẹp như thế này. Đấy. Omega máy lục cục bọc vàng 10.500.000 đồng các bác nhá. Đấy. Đấy. Tiếp theo em lên mã số 8 này. Mã số 8 là một sợi dây lắc bạc các bác nhá. Sợi dây lắc bạc, sợi dây này rất là to. Đấy, các bác nhìn cái bảng thanh của cái phần lắc này rất là to. Đấy, có hình khắc hình logo Nike. Đấy, Nike rất đẹp. Mặc lên tay những cái món trang sức, không chỉ là đồng hồ mà những chiếc lắc, những chiếc nhẫn này, những sợi dây chuyền mang tới giao lưu với các bác. Một chiếc lắc bạc, bạc đúc nguyên khối các bác nhá. Cái lắc này phải khả năng là nặng hơn cây các bác, rất nặng luôn. Đấy, với các cái bản mắt xích cực kỳ to, các cái mắt xích đấy nối với các cái thanh này, thanh dài Nike. Đấy, các bác nhìn lại các cái bản mắt của nó phải đến 1.3cm các bác nhá. Đấy, bản dây này phải đến đấy, bản ngang phải đến 1.3cm các bác nhé, với một
23. Ba cái thanh logo đấy, in hình Nike. Đấy, rất đẹp, móc cực kỳ to. Đấy, các bác nào tay to các bác đeo thoải mái nhá. Đấy, tay em đeo rất là rộng. Đấy, các bác nào tay to các bác đeo thoải mái cho em. Đấy, đây là một chiếc lắc bạc đúc nguyên khối các bác nhá. Đấy, rất là dày và cực kỳ nặng. Mã số 8 ạ, trong phiên ngày hôm nay cho chiếc lắc bạc đúc bên em để cho các bác là 1.3 triệu nhá. 1.3 triệu các bác, chốt cho em mã số 8. 1.300.000 đồng. Các bác nào chưa có những cái sản phẩm đấy, trang sức trong bộ sưu tập của mình thì các bác hãy chốt đấy, cái mẫu này đấy, bên em thì đấy, bán cho các bác giá rất là tốt. Giá rất là tốt nhá. Về các bác chơi, các bác đeo đấy, vừa là món trang sức vừa đeo để tránh gió, rất là đẹp. 1.300.000 đồng nhá, cho chiếc lắc bạc in hình Nike. Đấy, tiếp theo em lên mã số 9 này. Mã số 9 là một chiếc nhẫn kịch độc các bác. Một chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn lông đuôi voi nhá. Nhẫn bạc này, nhẫn bạc này, lông đuôi voi này. Các bác nhìn này. Đây, hai bên có khắc hình rồng các bác nhá. Rồng. Đấy, long châu tranh ngọc này. Đấy. Các bác thấy chất chưa? Chính giữa ở chiếc nhẫn là một viên. Đấy, một viên ngọc các bác nhá. Đấy, viên ngọc này thì được thiết kế bằng ngà voi. Kịch độc. Một chiếc nhẫn bạc đúc nguyên khối. Đấy, điêu khắc họa tiết hoa văn long châu ngậm ngọc, đấy, tranh ngọc này. Đấy, chính giữa là một đấy, viên tròn này là viên ngà các bác nhá. Đấy, viên bằng ngà. Đấy, các bác nhìn vân này đẹp chưa? Sợi, rất độc luôn. Rất độc đáo. Đấy, một chiếc nhẫn đấy, rất là nhiều các cái chi tiết các bác ạ. Em đo size nhá, size ngang nhẫn là 19 này. Size ngang nhẫn là 19 các bác nhá. Các bác đeo trên tay thì thô rồi luôn ạ. Kịch độc siêu phẩm có 102 ạ. Đấy, mẫu này là mẫu nhẫn đầu tiên em lên giao lưu với các bác. Đấy, lần đầu tiên. Các bác biết rồi, một chiếc nhẫn ngà đấy, một chiếc nhẫn ngà rất là nhỏ thôi, bé tí thôi cũng đã đến mấy trăm ngàn rồi các bác ạ. Đấy, đây một cái chiếc nhẫn mà nó gắn đấy, cả một cái cục ngà rất là to như thế này. Đấy, đo cái đường kính cho các bác cục ngà này nhá. Đấy, khả năng là phải rơi vào hơn một phân. Đấy các bác này, 1/3 nhá. Đấy, cái đường kính của cái viên viên tròn này, đường kính của viên ngà này rơi vào khoảng 1/3 các bác. Đấy, 1/3. Đấy, long châu ngậm ngà. Đấy, lông đuôi voi họa tiết hoa văn khắc điêu khắc nghệ thuật đẹp. Đấy, một chiếc nhẫn kịch độc. Kịch độc ngày hôm nay các bác nhá. Đấy, một cái phiên đặc biệt và ép lên một cái chiếc nhẫn kịch độc như thế này. Đấy, đảm bảo là các bác chưa bao giờ nhìn thấy luôn. Đấy, đẹp chưa các bác ơi. Mã số 9 đấy, chiếc nhẫn với size ngang là 19 các bác nhá. Size ngang nhẫn là 19, chất liệu bằng bạc đúc. Đấy, đấy, điêu khắc hình long châu ngậm ngà. Đấy, đẹp tuyệt vời. Mã số 19 à, mã số 9 ngày hôm nay. Mã số 9 em để cho các bác là 1.500.000 đồng nhá. 1.500.000 đồng. Đấy, giá quá tốt luôn. Đấy, cái viên ngà này là mấy trăm ngàn rồi các bác ạ. Viên ngà rất là to như thế này, cả một khối ngà họ đúc ra họ điêu khắc mấy trăm rồi các bác ạ. Một cái chiếc nhẫn các bác nhìn này. Đấy, đẹp như thế này. Đấy, có 1.500.000 đồng nhá các bác, chốt em mã số 9 ạ. Đấy, lên siêu phẩm nhẫn này. Tiếp tục siêu phẩm nhẫn nữa cho các bác chiêm ngưỡng nhá. Đấy, một chiếc nhẫn Mỹ. Nhẫn Mỹ. Đấy, Ovelia High School, một phiên bản kỷ niệm trường học cấp 3. Đấy, High School Ben Frost người ca. Đấy, 1960 các bác nhá. Chiếc nhẫn này phiên bản kỷ niệm 1960 các bác ạ. Đấy, size ngang nhẫn là 19.5. Size ngang nhẫn là 19.5 này. Đấy, một chiếc nhẫn Ben Frost người ca phiên bản kỷ niệm High School trường học. Đấy, các bác nhìn chiêm ngưỡng này, với viên đá chủ, viên đá thạch anh tóc vàng nhá. Đấy, thạch anh vàng rất đẹp. Các bác nhìn lại những cái chiếc nhẫn mà kiểu hình như thế này rất hiếm nhá các bác nhá. Đấy, đấy, đá cái chiếc nhẫn mà kiểu form vuông vuông và vát vát như thế này rất là hiếm và cực kỳ độc. Các bác có thể nhìn hai bên phần ngang của nhẫn này, các cái họa tiết cái ký tự điêu khắc rất là sắc nét và cực kỳ nổi. Đấy, Falcon Victory, đấy, logo đại bàng cực kỳ sắc nét các bác nhá, rất đẹp. Đấy, chiếc nhẫn với trọng lượng là 3.8 vàng các bác. 3.8 vàng. Đấy, quá đẹp, quá đẹp đi ạ, quá mới đi các bác ơi.
một cái sản phẩm rất là đáng chơi và đáng sưu tầm. Đấy, trong phiên ngày hôm nay, chiếc nhẫn Benfrost 10K với size ngang là 19.5 các nhá. Ly tay là 19.5. Đấy, lên tay cho các bác xem những cái bản nhẫn mà hình vuông vát này rất là hiếm các bác nhá. Đấy. Đấy, với cái viên đá thạch anh vàng đá chủ rất là to. Đấy, đá thiên nhiên các bác nhìn này. Đấy, màu sắc lấp lánh luôn ạ. Bác nào mệnh kim thì các bác đeo nhẫn vàng, đeo đá vàng thì quá là hợp mệnh rồi. Đấy, đặc biệt là bác nào sinh năm 1960 này. Đấy, trùng tuổi luôn các bác nhá. Đấy, một chiếc nhẫn Mỹ vàng 10. Benfrost. Đấy, có. Đấy, 10K Benfrost này. Đấy, trọng lượng là 3 chỉ 8 vàng. Đấy, siêu phẩm nhẫn ngày hôm nay. Siêu phẩm nhẫn. Đấy. Tuyệt vời, một sản phẩm tuyệt vời mang tới giao lưu với các bác mã số 10. Mã số 10 trong phiên ngày hôm nay em tri ân 12 triệu các bác nhá. Có 12 triệu đồng thôi các bác ạ. Đấy. Đấy. Các bác đeo những sản phẩm này rất đẹp, ít người có, hiếm có, khó tìm. Đấy. Lên hai mẫu nhẫn kịch độc. Đấy, 12 triệu cho chiếc nhẫn mã số 10. Và tiếp theo đấy, một siêu phẩm nhẫn nữa các bác này. Đấy, và siêu phẩm này các bác. Đấy, thấy hay chưa? Thấy lạ chưa? Đấy, nhẫn ngà các bác nhá. Đấy, đây là cả một cái khối ngà đấy, họ điêu khắc, họ đúc tạc. Đấy các bác, nhẫn Di Lặc. Đấy. Đấy, bác nào mà gọi là phong thủy, đấy, yêu thích phong thủy và đấy theo thôn thờ tạo Phật à, đạo Phật này, đấy thì các bác có thể đấy đeo Di Lặc hoặc là Phật Tổ, Quan Thế Âm, Bồ Tát, đấy những ngài gọi là đấy, mang tiền tài tài lộc đến cho gia chủ, đấy bảo vệ, đấy trợ mệnh. Đấy, một sản phẩm nhẫn ngà kịch độc các bác nhá. Quả nhẫn ngà kịch độc các bác ạ. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, điêu khắc phải gọi là cực kỳ tỉ mỉ. Đấy, ông Di Lặc. Các bác nhìn thấy ông Di Lặc chưa? Đấy, ông Phật Di Lặc. Đấy, đang cầm tiền này các bác nhìn này. Hai bên này kim tiền cầm tài lộc. Đấy, đang ngồi. Đấy, điều khắc rất đẹp, miệng cười tươi các bác nhá. Đấy. Đấy. Đấy, bác nào tay to thì các bác đeo vào đẳng cấp. Các bác đeo vào nhẫn, quả nhẫn này thì gọi đẳng cấp luôn, không ai có luôn ạ. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, tay em hơi nhỏ nên là đeo nó bị hơi khập khiễng một tí nhá. Đấy. Bác nào tay to các bác đeo quả này thì đỉnh luôn. Em đo size cho các bác nhá. Quả nhẫn này. Đấy, quả nhẫn này là size 21 các bác. Đấy, nhẫn này là size 21. Đây, các bác chiêm ngưỡng thì cả một khối nhà này rất nặng các bác nhá. Rất nặng tay. Đây. Các bác thấy em đeo trên tay kịch độc chưa? Đấy, gần như là một tác phẩm nghệ thuật ở trên tay rồi các bác. Tác phẩm nghệ thuật rồi. Đấy, nó không còn là một món trang sức nữa đâu các bác nhá. Đấy. Mà ngày nay thì những cái sản phẩm dòng ngọc ngà châu báu lại rất là hiếm và quý các bác ạ. Đấy. Ngoài vàng với kim cương thì rất là một số các bác cũng rất là thích chơi những cái dòng sản phẩm ngọc ngà châu báu này. Đấy. Đấy, ngày xưa thì những cái dòng sản phẩm này toàn dành cho các vua quan nữa các bác ạ. Yeah. Đấy. Ngày nay thì các bác có điều kiện thì các bác có thể chơi. Đấy, đẹp các bác nhá. Đẹp tuyệt vời luôn. Bao chuẩn cho các bác nhá. Đấy. Nhẫn là nhẫn đấy, xịn, ngà xịn, không chuẩn, không lấy tiền. Đấy, các bác nhìn cái vân ngà lên này. Đấy, cái nhẫn này thì các bác đeo 55 không hỏng được các bác nhá. 55 luôn ạ. Bảo hành cho các bác 55. Đấy, các bác đeo chán thì các bác truyền cho đời con đời cháu mình những cái sản phẩm này rất là giá trị. Đấy, rất là giá trị luôn. Đấy, chiếc nhẫn ngà. Tuyệt đẹp. Đấy, siêu phẩm. Siêu phẩm kiệt tác nghệ thuật. Đấy. Một khối ngà rất nặng trên tay em các bác nhá. Đấy, một chiếc nhẫn ngà đấy, mã số 12. Mã số 11 ạ, mã số 11 trong phiên ngày hôm nay. Bên em để cho các bác là 2.400.000 đồng nhá. 2.400.000 đồng các bác ạ. Đấy, chốt cho em cho ông Phật Di Lặc này. Đấy. Đấy. To như thế này các bác. Các bác tay to thì các bác đeo quả đỉnh luôn. Không ai có các bác nhá. Những sản phẩm này không ai có luôn ạ. Bên em khẳng định luôn. Tuyệt đẹp. Đấy, mã số 11. Cho chiếc nhẫn là 2.400.000 đồng các bác nhá. Đấy, các bác đi qua những cái món trang sức của shop, đấy, những chiếc nhẫn, những chiếc vòng tay, tiếp tục em lại quay trở lại với đồng hồ. Đấy, các bác đến với shop em thì đấy, tất cả những cái gì gọi là của ngon vật lạ, đấy, độc dị lạ trên khắp toàn thế giới
đấy, sẽ được bên shop sưu tầm mang về đấy để vừa trưng vừa giao lưu vừa giới thiệu với các bác những dòng sản phẩm của bên em. Đấy, các bác xem ưng vui vẻ thì các bác ủng hộ giao lưu, không thì các bác tham khảo nhá. Bên em thì không bắt các bác là xem là phải mua, bắt ép các bác nhá. Đấy, mua hàng là phải trên tinh thần tự nguyện, vui vẻ. Đấy, các bác thích mua các bác ủng hộ shop. Đấy, các bác không thích thì các bác giao lưu. Đấy, các bác tham khảo ở những bên khác. Em lên một chiếc đồng hồ Pau Gadiu, Gadiu các bác nhá. Đấy, chiếc này thì tuyệt đẹp, size là 34 các bác, size là 34, không tính núm các bác nhá. Một chiếc đồng hồ cổ mặt vàng, mặt vàng thiết kế theo phong cách đúng kiểu hoài cổ các bác ạ. Đấy, phong cách hai kim, cọc số La Mã này. Đấy, máy cơ cót 17G hai kim, các cọc số đen. Đấy, các cọc số sơn đen rất nổi trên nền mặt vàng các bác nhá. Đấy, cực kỳ cách điệu, đáy là thép inox, phần vỏ bọc vàng. Một chiếc đồng hồ Pau Pau Gadiu đến từ Thụy Sĩ các bác nhá, Thụy Sĩ. Đấy, những cái sản phẩm này thì gọi là siêu mỏng các bác. Đấy, siêu mỏng cánh với độ dày rơi vào khoảng 1.8 mm thôi, 1.8 mm thôi các bác. Đấy, đấy các bác chiêm ngưỡng này. Đấy, mới tinh. Đấy, mặt đẹp đậm, hàng cổ sưu tầm hiếm có các bác nhá. Đấy, size 34 không tính núm. Ngày hôm nay chiếc Pau Pau Gadiu để cho bác 2.500.000 đồng. Đấy, tri ân mức giá rất là tốt, 2.500.000 đồng các bác nhá. Chốt cho em mã số 12. Đấy, một chiếc đồng hồ cơ cổ Thụy Sĩ. Các bác thấy bên em sưu tầm toàn hàng tuyển hàng mới nhá, không bán hàng cũ lát cho các bác đâu. Các bác nhận hàng mà xấu cũ lát các bác cứ phản hồi bên em. Đấy, bên em sẽ trả lại các bác tiền luôn. Đấy, ok chưa? Em lên một chiếc đồng hồ Avia. Đấy, chiếc này thì siêu hiếm các bác nhá. Đấy, chiếc này là một chiếc đồng hồ mặt tràn viền. Các bác có thể nhìn thấy cái phần mặt số của nó tràn hết vào viền, cái viền, độ viền của nó lại gần như là mỏng dính các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy những chiếc đồng hồ mà bao giờ họ cũng phải thiết kế cái viền nó dày dày một chút. Đấy, mặt đồng hồ thụt lại, nhưng mà chiếc này thì tràn luôn. Đấy, mặt tràn viền, cái kim rốn này, kim rốn góc 6 giờ rất to các bác nhá, rất to mà. Đấy, góc 6 giờ một chiếc đồng hồ Avia chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Có chiêm ngưỡng ạ, rất đẹp luôn, rất đẹp và mới nhá. Đấy, vỏ bọc vàng, đáy là thép inox. Một chiếc đồng hồ thương hiệu Avia hoài cổ. Em đo size này. Chiếc này size 33 các bác ạ, size 33. 33 không tính núm nhá. Đấy, máy cơ cót 17G. Đấy, một thương hiệu chính hãng của Thụy Sĩ. Đẹp. Độc đáo các bác ạ, vỏ bọc vàng. Mặt thiết kế tràn viền, đấy, kim rốn. Kim rốn, cót tay, cổ điển góc 6 giờ cực kỳ to. Một chiếc đồng hồ Avia chính hãng đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Đấy, một phiên bản độc đáo, đẹp. Bác nào chốt những cái sản phẩm không dây thì bên em sẽ lắp một cái sợi dây. Đấy, sợi dây da bò, kho tay handmade. Đấy, gửi kèm tặng cho các bác nhá. Đấy, bác nào chốt chiếc đồng hồ Avia. Đấy, mã số 13. Mã số 13 ngày hôm nay. Đấy, cho chiếc đồng hồ Avia. Bên em để cho các bác là 2.300.000 đồng, 2.300.000 các bác nhá. Đấy, nước vỏ bọc vàng mới keo, máy móc nguyên zin nguyên bản. Đấy, bán cho các bác đồng hồ đấy, phải là chuẩn các bác nhá, máy zin nguyên và chạy. Đấy, bên em sẽ test kỹ trước khi gửi cho các bác để đấy, bán. Bên em có bảo hành các bác yên tâm nhá. Đấy, các bác mua về mà trục trặc hay có vấn đề gì thì các bác cứ liên hệ, cứ báo lại với shop ạ. Đấy, kể cả hết bảo hành bên em vẫn hỗ trợ xử lý cho các bác nhá. Đấy, không bỏ rơi bất kỳ một vị khách hàng nào. Đấy, bên em bán hàng với tiêu chí là đấy, vui vẻ, đấy, thoải mái. Đấy, các bác mua bên em, đấy, các bác trục trặc bên em vẫn xử lý bảo hành cho các bác. Đấy, đấy, giá cả thì rất là phải chăng. Đấy, em lên một chiếc đồng hồ Omega này, mã số 14 nhá. Mã số 14 là một chiếc đồng hồ Omega Seamaster các bác. Đấy, một phiên bản dòng Omega cổ, bọc vàng toàn thân, bọc vàng 14K này các bác nhé, 14K con phiêu này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Omega Seamaster Devin. Đấy, mặt trắng,
mặt trắng các bạn đấy, thiết kế 3 kim, các cọc số mạ vàng, kết hợp các cọc số đôi nổi, mạ vàng rất to, đẹp, dày. Đấy, dày dặn chắc chắn luôn. Đấy, đúng jean có logo thương hiệu Omega các bác nhá. Đấy, chiếc này thì đáy trơn các bạn, bọc vàng 14K đáy trơn. Đấy, không có logo ngựa các bác nhá. Đấy, toàn bộ phần vỏ là được thiết kế vỏ đúc các bác nhá, vỏ nguyên khối các bác ạ. Đấy. Đấy, vỏ đúc. Nên là chúng ta muốn mở máy chiếc này thì chúng ta phải mở kính giật núm ra. Đấy, đấy, vỏ thiết kế thép đúc bọc vàng 14K. Đấy, cái chiếc Omega cái phiên bản form này thì rất là được các bác ưa chuộng. Đấy, rất là được các bác ưa thích ưa chuộng này. Đấy, không chỉ bởi cái vẻ đẹp, cái thiết kế nó đơn giản. Đấy, mà còn là cái thương hiệu. Các bác chơi thương hiệu nhá. Đấy, chiếc Omega size 345. Size 345 zin hết các bác nhá, zin hết toàn bộ luôn. Đấy, máy móc nguyên bản, vỏ, đấy, lúm này, kim cọc này, đấy, kính này, đấy, bọc vàng tuyệt đẹp các bác. Đấy, chiếc Omega rất đặc chơi. Đấy, trong phiên ngày hôm nay, đấy, bên em lại tiếp tục chiên cho các bác những cái mức giá. Đấy, mức giá các bác nghe là muốn sưng tai, nghe là muốn chốt luôn rồi đúng không? Omega Seamaster Devin, đấy, bọc vàng hoài cổ chính hãng, đấy, zin hết, độ mới cao. Để cho các bác Omega mã số 14 nhá. Mã số 14 là 11 triệu. 11 triệu đồng các bác ạ. Đấy, giá rẻ cho các bác ơi. 11 triệu đồng ở trong phiên ngày hôm nay, tất cả những cái sản phẩm của shop bán cho các bác, đấy, giá đều là giá rẻ. Đấy, đều là giá gần như là, đấy, giá bên em nhập vào không, đấy, không tính lợi nhuận luôn các bác nhá. 11 triệu đồng cho chiếc Omega Seamaster Devin mã số 14 này. Tiếp theo, em lên một chiếc đồng hồ Andre Borchardt. Đấy, một chiếc đồng hồ Andre Borchardt của Thụy Sĩ nhá. Size 34.5 các bác. Size 34.5 với những chiếc đồng hồ cơ cổ. Đấy, luôn mang tới cho các bác những cái cảm giác, đấy, cái trải nghiệm rất là thú vị. Chiếc này bọc vàng, vỏ bọc vàng mới keo. Đấy là thép inox, đấy đáy xoáy, đáy có bốn góc xoáy này. Đấy, vỏ mỏng dính nhá, siêu mỏng luôn. Chiếc Andre Borchardt cơ cũ cổ. Đấy. PSS này. Đấy, chạy bộ máy cơ cót 17G các bác nhá. Bộ máy cơ cót tay 17 chân kính, vỏ bọc vàng tuyệt đẹp, siêu mỏng. Đấy. Kiểu dáng form tròn 4 chân càng, đấy, vuông thành sát cạnh. Một phiên bản classic cổ điển các bác nhá. Ngày hôm nay thì Andre Borchardt mã số 15. 15. Bên em để cho các bác là 2.300.000 đồng. Đấy, 2.300.000 đồng cho chiếc đồng hồ Thụy Sĩ bọc vàng đẹp như thế này các bạn. Đấy, 2.300.000 thôi nhá. Nhưng mẫu đồng hồ không có dây thì bên em sẽ hỗ trợ lắp dây cho các bác. Đấy, mã số 15. Tiếp theo, em lên mã số 16 cho các bác nhá. Mã số 16 là một chiếc hộp các bác, hộp kho báu này. Để gọi đây là hộp kho báu các bác nhá. Đây, các bác nhìn em. Em gọi đây là hộp kho báu. Đấy, các bác cất kho báu vào trong này. Các bác cất vàng, bạc, châu báu, kim cương vào trong này. Đấy, chiếc hộp này thì có 2 ngăn các bác nhá. Đấy, 1 ngăn này. Đấy, 2 ngăn này. Đấy, các bác nhìn đấy. Trời ơi, một tác phẩm nghệ thuật luôn các bác ạ. Một chiếc hộp kho báu các bác nhá. Đấy, các bác dành cho các bác tích, đấy, tích chữ của cải, vàng, bạc, của quý vào trong này. Đấy, về chiếc hộp này chất liệu là được làm bằng xương voi các bác nhá. Đấy, bằng xương voi, một cái khối xương rất lớn các bác ạ. Đấy, đấy, cả một cái khối voi, xương voi đúc này. Đấy, họ điêu khắc ra. Đấy, các bác nhìn này, trên hộp thì gồm có những cái thiết kế các bác nhá. Đấy, những cái thiết kế cái cành hoa lá này. Đấy, 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 viền này. Đấy, viền này các bác nhìn này. Viền này, các cái bản lề, các cái viền này như cũng cổ lắm rồi các bác. Đấy, cổ, đấy, có hình bông hoa. Đấy, ở trên cái lắp của cái kho báu này là một cái, nó gọi là một cái bức tranh các bác. Một cái bức tranh phong cảnh. Đấy, một cái bức tranh phong cảnh. Đấy, các bác nhìn này, có cây hoa lá này, người này đang ngồi đánh đàn này, ngâm thơ đánh đàn này các bác ơi. Một bức tranh phong cảnh về làng quê. Đấy, đẹp các bác ạ, tất cả đều có khắc hoa văn họa tiết. Đấy, mất bao nhiêu là công sức các bác, nó rất là tỉ mỉ của các cái nghệ nhân. Đấy, họ điêu khắc và làm ra những cái sản phẩm này. Đấy,
một chiếc hộp kho báu chất liệu bằng xương voi các bác nhá. Bằng xương voi, một khối xương. Đấy. Em đo kích thước cho các bác, kích thước chiều dài là 5 phân rưỡi. Chiều dài là 5 phân rưỡi này, chiều ngang là 6 phân 3. Đấy. 5 phân rưỡi nhân 6 phân 3. Đấy, một chiếc hộp kho báu cổ. Đấy, rất đẹp các bác, đựng dây chuyền vàng bạc kim cương này. Đấy, các bác cất vào trong này nhá. Đấy, các bác trưng bày các bác ạ, để gọi là bộ sưu tập. Đấy, một cái sản phẩm cực kỳ độc đáo trong phiên ngày hôm nay. Đấy, bên em lên và giới thiệu và giao lưu với các bác nhá. Đấy, cực kỳ hiếm có, khó tìm. Đấy, chiếc hộp xương voi ngày hôm nay. Chiếc hộp xương voi mã số 16. Đấy, em đã lên mô tả rất là kỹ chi tiết cho các bác rồi. Để em sẽ báo giá luôn nhá. Đấy. Đấy, trong cái video ngày hôm nay thì một cái video tri ân các bác đạt 5.000, đấy, shop đạt 5.000 lượt follow. Đấy, kênh tri ân cho các bác mẫu hộp với giá là 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng các bác nhá. Đấy. Chốt cho em mã số 16. Đấy, cho chiếc hộp này. Đấy, các bác mua về, các bác nào mà thích sưu tầm, các bác có rất là nhiều ấy, những cái trang sức. Đấy, vòng này, đấy, đấy, vàng bạc châu báu kim cương nhẫn dây chuyền các bác để vào đây. Đấy, là, đấy, rất là quý các bác nhá. Đấy, mã số 16 bên em để cho các bác là 2.200.000 đồng cho mã 16 này. Tiếp theo em lên mã 17 cho các bác nhá. Mã 17 là một chiếc đồng hồ Rostari full hộp. Đấy, tiếp tục mở hộp, đấy, giao lưu với các bác những cái sản phẩm đồng hồ chất lượng Rostari, nguyên hộp lót nhung đen tuyệt đẹp các bác nhá. Đấy, các bác cùng với shop đi chiêm ngưỡng mẫu sản phẩm này, mới tinh luôn này. Ui dồi, các bác nhìn này, chiếc Rostari mới tinh luôn nhá. Đấy, lên cót êm du. Đấy, một chiếc đồng hồ cổ mang thương hiệu Rostari, không lạ lẫm gì với các bác rồi. Hình đôi cánh nha các bác nhá, hình đôi cánh này. Đấy, mặt trắng, thiết kế 3 kim, một ô lịch lọc góc 6 giờ các bác nhá, một ô cửa lịch lọc góc 6 giờ. Đấy, một chiếc đồng hồ Rostari. Đấy, vỏ vàng đúc nguyên khối 9K, chiếc này triện ở phần vỏ đây, triện ở phần càng các bác nhá. Đấy, 375. Đúc 9375. Đấy. Có chiếc thì triện ở phần càng các bác ạ, triện ở thân, có chiếc thì triện ở đằng sau nắp. Đấy, nói chung là đã là vàng đúc là chuẩn các bác nhé, là chuẩn luôn. Đấy, bên em bán luôn luôn là đấy, mô tả thật là chính xác các cái thông tin, thông số về sản phẩm. Đấy, không bao giờ lừa dối các bác ạ. Đấy, không phải là vàng 9 em bán thành vàng 18 đâu các bác nhé. Đấy, tất cả những sản phẩm bên em đấy, đều đã phải báo thông tin rất là chuẩn đấy, cho các bác. Chiếc này thì mới tinh các bác nhé. Đấy, đẹp không một tí vết luôn ạ. Một sản phẩm trưng bày đấy, gần như đây là chiếc đồng hồ trưng bày còn nguyên hộp. Đấy, máy cơ cót 21 chân kính này, Rostari, vàng đúc 9K nguyên khối, đâu là vàng thì là vàng đúc hết các bác nhá. Em đo sai mặt là 34 các bác, sai mặt là 34 không tính núm ạ, 34. Đấy, một ô lịch lọc góc 6 giờ. Đấy, chiếc Rostari hoài cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, nguyên hộp các bác nhá, đâu là vàng thì là vàng đúc 9K hết. Đấy, các bác chơi và sưu tầm những cái sản phẩm này ạ. Đấy, các bác không sợ lộ mấy đâu nhá. Đấy, đấy, các bác mua vàng, các bác tích trữ vàng, mà nó vừa là một cái sản phẩm đồng hồ trang sức, nó cũng là một cái khối vàng các bác. Đấy, đấy, các bác mua những chiếc đồng hồ vàng đúc, các bác mua những chiếc nhẫn, những chiếc dây chuyền thì nó đều là vàng các bác. Đấy, các bác mua để các bác tích trữ vàng, các bác đành để dành của để đấy các bác. Đấy, về sau nó sẽ thành một khối gia tài rất là lớn các bác nhá. Đấy, các bác ít nữa không chơi nữa, các bác có thể truyền cho đời con đời cháu mình những cái sản phẩm này. Nó còn đấy, nó là những cái sản phẩm đấy, đồng hồ cổ đấy, lưu giữ mãi những cái giá trị thời gian, màu thời gian các bác nhá. Đấy, chiếc Rostari full hộp đẹp mới tinh. Đấy, không một tí vết, vàng đúc 9K, máy cơ cót 21G. Đấy, size là 34 không tính núm các bác nhá. Đấy. Đấy, chiếc đồng hồ Rostari ngày hôm nay. Mã số 17 bên em để cho các bác là 9.200.000 đồng nhá. 9.200.000 đồng. Đấy, giá quá tốt luôn các bác ạ. 9.200.000 thôi. Chốt cho em mã số 17 này. Đấy, các bác mua về mà không đẹp, bên em không lấy tiền nhá. Đấy, không đẹp không lấy tiền, không zin không chuẩn, bán không chuẩn đồ không lấy tiền. Đấy. Đấy. Tất
cả thì các bác chốt thì bên em đều sẽ gửi về cho các bác nguyên trạng như vậy nhá. Đấy, đồng hồ nguyên hộp các thứ thì đấy, shop sẽ gửi về nguyên trạng đấy, không gọi là giữ lại của các bác làm gì cả. Đấy, em giữ lại em cũng có để làm gì đâu các bác. Đấy. Đấy, bán cho các bác là những cái món đồ này thì hầu như là bán chuẩn là chuẩn hết các bác nhá. Đấy, gửi cho các bác là cũng gửi tất cả những cái gì em mua về được như thế nào thì em gửi cho các bác nguyên vẹn như thế. Đấy. Rotary mã 17 là 9,2 triệu các bác nhá. Em lên mã số 18 các bác ạ. Mã số 18 ngày hôm nay thì có đúng một chiếc kính thôi. Đấy, một chiếc kính Amor nhạn. Một chiếc kính Amor nhạn mới về. Đấy, kính cổ bọc vàng các bác nhá. Đấy, Son Amor nhạn. Đẹp chưa các bác ơi? Đấy, chuyện ở hai bên phần gọng này. Hai bên gọng kính ở lòng trong nhá, Amor này. Đấy, Amor này. Amor các bác nhá. Đấy, một chiếc kính Amor nhá. Đấy, rất đẹp các bác ạ. Kính cổ bọc vàng. Đấy, thương hiệu Amor đến từ Pháp. Đấy, các bác nhìn này. Em đo size ngang cho các bác nhá. Size ngang kính là 12.6 các bác, 12.6. Đấy, một chiếc kính cổ bọc vàng đến từ Pháp, thương hiệu Son Amor nhá. Đấy, các bác chiêm ngưỡng đi. Đấy, cầu thiết kế rất là điệu các bác, cầu thiết kế vảnh lên rất là điệu này. Đấy, mắt. Đấy, mắt dâm đi đường các bác nhé, mắt màu nâu trà. Đấy, mắt dâm đi đường. Đấy, giúp các bác đấy, vừa bảo vệ đôi mắt tránh gió, tránh bụi này. Đấy, tránh tia cực tím UV mà lại còn giúp cho các bác tăng rất nhiều độ chân kính ạ. Đấy, những cái sản phẩm đấy, trang sức không chỉ là để làm đẹp cho con người mình các bác nhé, mà còn giúp bảo vệ cho mình. Đấy, bảo vệ cho đôi mắt. Đấy, các bác đi chơi, đi du lịch, tăng thêm độ chân kính, các bác đeo chiếc kính vào các bác chụp ảnh. Đấy, làm kỷ niệm, lưu giữ lại cái tuổi xuân, tuổi thanh xuân. Đấy, rất đẹp luôn. Chiếc này bọc vàng các bác nhá, bọc vàng cổ, hàng chuẩn xịn, zin nguyên. Đấy, hai hình trên này, hai cánh nhạn này, gọi là Amor cánh nhạn các bác nhá. Đấy, size ngang là 12.6. Ngày hôm nay thì chiếc kính Amor mã số 18 ạ. Mã số 18 bên em để cho các bác làm 3.200.000 đồng các bác nhá. 3.200.000. Đấy, lâu lâu mới về thêm một chiếc kính Amor bọc vàng đẹp. Đấy, nguyên bản. Đấy, chất lượng như thế này. Chốt cho em chiếc kính Amor nhạn với giá là 3.200.000 đồng mã 18 các bác nhá. Đấy. Ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên hai mẫu sản phẩm nữa. Đấy. Hai mẫu sản phẩm để tri ân cho các bác. Đấy. Cái mẫu này bán không lợi nhuận các bác nhá. Hai mẫu này là hai mẫu bên em bán không lợi nhuận cho các bác. Đấy. Đấy. Hai mẫu cuối cùng là hai mẫu tri ân không lợi nhuận này. Đấy. Để cho các bác, đây là một chiếc ví các bác nhá, một chiếc ví chất liệu bằng da voi các bác ạ. Đấy, da bò, da cá sấu, da các kiểu thì có, nhưng mà da voi thì cực kỳ hiếm này các bác này. Đấy. Đấy, Bangkok này. Đấy. Một chiếc ví đấy, da voi handmade. Các bác nhá, đây là ví kẹp tiền. Đấy, các bác có tiền các bác để vào đây các bác kẹp. Đấy, các bác kẹp tiền vào, các bác có càng nhiều tiền thì các bác kẹp vào. Đấy, các bác đã nghe thì có câu lên voi chưa? Lên voi. Đấy. Dùng ví da voi là cuộc đời các bác lên voi luôn. Đấy, các bác lên một tầm cao mới luôn. Đấy, em đo kích thước cho các bác nhé. Chuẩn là da voi xịn các bác ạ. Chuẩn là da voi xịn. Kích thước ngang là 10,8 cm. Ngang là 10,8, dọc là 9 phân. Đấy, dọc là 9, ngang là 10,8 nhá. Đấy. Chiếc này ngày hôm nay em bán không lợi nhuận cho các bác này, bán tri ân 300.000 đồng nhá. Có 300.000 đồng với chiếc ví da voi thôi các bác. Đấy. Các bác biết là bán những cái sản phẩm này xong còn tiền công đóng hàng, tiền gửi ship. Đấy, bên em được bao tiền đâu đúng không? Đấy. Đấy, cả một cái miếng da nó dày như thế này các bác. Đấy. Đấy, thiết kế lại còn đấy, cái móc kẹp tiền các bác nhá. Đấy. Các bác mua về các bác. Đấy. Có nhiều tiền các bác kẹp vào đây. Đấy. Đấy, các bác đấy, được thêm câu là sử dụng ví da voi thì cuộc đời lên voi cho các bác. Đấy, lên voi nhá, lên chứ không xuống. Đấy, để cho các bác 300.000 đồng nhá, không lợi nhuận. Đấy, tiếp theo là một mã sản phẩm số 20. Đấy, mã số 20 là một chiếc ví đấy, chiếc ví Louis Vuitton Paris. Đấy, chiếc ví này là một chiếc ví handmade các bác nhá, handmade. Đấy, da là da xịn luôn, da xịn. Đấy, họa tiết monogram các bác có thể nhìn thấy họa tiết monogram hình vân. Đấy, vân
kẻ caro các bác nhé. Vân kẻ caro rất đẹp. Đấy. Các bác thấy ạ, chiếc ví này thì cực kỳ dày các bác nhé. Các bác nhìn này. Đấy. Các bác mà nhận hàng bên em những chiếc ví này các bác mới cảm nhận được cái độ dày, cái độ chắc chắn của nó, và gần như là mới tinh chưa sử dụng các bác nhé, mới tinh chưa sử dụng. Đấy. Các bác nhìn này. Louis Vuitton Paris. Đấy. Đấy. Các bác sử dụng cái chiếc ví này thì cuộc đời các bác là luôn vui tươi. Đấy. Louis Vuitton luôn vui tươi vui vẻ đúng không? Đấy, ví lại cực kỳ dày, để được rất nhiều tiền các bác nhá. Đấy, hai ngăn. Ví hai ngăn. Đấy, các bác thử cầm và trải nghiệm xem cái sản phẩm này bên em ạ. Da rất là dày, da handmade. Đấy. Em đo kích thước nhá. Ngang là 11,5. Ngang là 11,5. Đấy, dọc là 9,5 các bác nhá. Dọc là 9,5. Đấy, 9,5 nhân 11,5. Đấy, chiếc ví Louis Vuitton Paris. Đấy. Ngày hôm nay mã số 20, mã cuối cùng bên em chiên cho các bác 500 ngàn đồng nhá. 500 ngàn đồng đấy, cho chiếc ví này mới tinh, chưa qua sử dụng các bác ạ. Đấy, đấy, chiếc ví handmade, đấy, chất liệu da xịn luôn, cực kỳ dày. Đấy, các bác nhìn lại đường kim mũi chỉ khâu rất là nét, cực kỳ nét luôn. Đấy, có 500 ngàn đồng nhá. Đấy, đây là hai mã cuối cùng bên em, hai chiếc ví bên em lên chiên cho các bác trong phiên ngày hôm nay. Đấy, đấy, kỷ niệm cho các bác, mừng kênh của shop đạt 5.000 lượt theo dõi. Đấy, hy vọng là các bác xem clip của bên em, các bác sẽ ủng hộ nhiệt tình cho những mẫu sản phẩm trong phiên ngày hôm nay nhé. Đấy, bây giờ thì bên em xin phép là dừng buổi video clip ở tại đây. Xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp may mắn, thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc, và luôn đồng hành ủng hộ cùng shop qua những cái video mới. Đấy, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.